Mì cay là món ăn nổi tiếng từ Hàn Quốc, được du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm qua, được rất nhiều người yêu thích và đặc biệt là giới trẻ. Hiện nay, cơ hội kinh doanh mô hình quán mì cay vẫn rất tiềm năng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam. Mì cay Hàn Quốc là món ăn đẳng cấp, cần có tay nghề cao để chế biến và am hiểu ẩm thực Hàn Quốc thì mới có thể nấu đúng hương vị Hàn. Anh Chi hiện đang sống và kinh doanh tại Bắc Giang. Anh đang có kế hoạch triển khai mô hình kinh doanh quán mì cay tại Bắc Giang và đã tìm đến thầy Y để học bí quyết chế biến món mì cay Hàn Quốc. Xin chào mọi người, mình Nguyễn Văn Chi, mình đến từ Yên Dũng, Bắc Giang. Mình cũng tìm hiểu một vài nơi về mì cay, nhưng mà mình thấy NetBay là một ngôi trường có chất lượng rất là tốt. Mình đã học ở đây một khóa pha chế trà sữa và bây giờ mình đến đây để học một khóa mì cay. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thành công món mì cay, đã có rất nhiều học viên thành công sau khi được thầy Y truyền dạy bí quyết. Đâu, ngày cuối tháng 6 2023 thì anh Chi từ Bắc Giang đã tìm đến thầy học cái nghề là sản xuất chế biến mì cay. Mì cây phải nói là mô hình rất được giới trẻ rất là yêu thích. Nó xuất phát từ Hàn Quốc để nấu một cái món mì cây mà đạt được cái đẳng cấp và theo hương vị Hàn Quốc là rất khó. Đó, thì để kinh doanh thì các bạn phải học ha, và để có nghề để chế biến ra những món ăn đẳng cấp và đặc biệt là giảm được giá thành, giảm được nhân công. Thầy Y đã hướng dẫn anh cách chọn nguyên liệu, cách hầm xương trong thời gian ngắn để tạo ra nước lèo trong với vị ngọt tự nhiên, cách nêm nếm gia vị và bảo quản nước lèo là những công đoạn quan trọng được thầy Y chỉ dạy. Đặc biệt, thầy đã hướng dẫn anh Chi cách nấu và sản xuất nước cốt với số lượng lớn theo hướng công nghiệp, giảm thiểu thời gian khi vào bếp, giảm nhân công, tiết kiệm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu và tạo chất lượng món ăn ngon, ổn định. Thầy Y đã truyền dạy cách chọn lựa và sơ chế các loại hải sản để sử dụng trong mì cay như tôm, mực, thịt bò, cá viên. Tất cả được sơ chế, đóng gói, bảo quản trong tủ đông để sử dụng cho nhiều ngày mà vẫn đảm bảo nguyên liệu luôn tươi ngon. Cách sơ chế, đóng gói và bảo quản mát các loại rau, nấm ăn kèm để sử dụng trong nhiều ngày. Đó, thầy hướng dẫn từ cái khâu là nguyên liệu, đó, rồi sơ chế, rồi cái cách hầm để ra nước dùng, cách nêm nếm, ướp cái gia vị ha, để tạo ra cái nước lèo để dùng trong mì cay. Rồi thầy hướng dẫn cái làm sơ chế những cái loại nguyên liệu dùng trong mì cay, các loại hải sản, đó, tôm, mực, rồi từ cá viên, thịt bò ha. Đó là thầy hướng dẫn cách sơ chế, cắt thái và bảo quản các loại rau củ, các loại nấm, rồi cải thảo để dùng trong mì cay. Đó, thầy cũng hướng dẫn cách sơ chế và bảo quản. Ở buổi học ngày hôm nay là mình thấy là thầy dạy rất là khoa học và chuyên nghiệp, hướng dẫn rất là nhiệt tình và rất là dễ hiểu. Và hôm nay mình được thưởng thức cái món mì của thầy, mình cảm thấy rất là ngon, vị rất là đặc biệt. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn cách làm kim chi dùng trong món mì cay, cách làm sa tế ớt thơm ngon để điều chỉnh độ cay của mì theo từng cấp độ. Ngoài ra, thầy hướng dẫn thêm những cái loại sốt để tăng cái độ cay của mì cay, sốt ớt ha. Từ cấp độ 1 đến 7 để các bạn có thể dùng để kinh doanh phù hợp với cái mô hình. Cách sắp xếp, quy trình bán hàng, cách làm nóng những thố mì cay với tốc độ nhanh là những công đoạn quan trọng khi kinh doanh mì cay, giúp giảm thiểu nhân công ít nhất đã được thầy Y chỉ dạy. Đó, thì thầy hướng dẫn là từ cái khâu chuẩn bị, sắp xếp cái quy trình, rồi những cái thiết bị để dùng, đó, những cái loại bếp dùng cho mì cay để đưa ra những tô mì cay tốc độ nhanh và ngon. Và chất lượng đồng đều. Em xin cảm ơn thầy đã hướng dẫn cho em bí quyết về cái món mì cay để em về kinh doanh tại thành phố Bắc Giang. Với cách sản xuất và phương pháp truyền nghề như vậy, anh Chi dễ dàng nắm bắt tất cả các phương pháp, bí quyết kinh doanh mì cay thơm ngon để tự tin triển khai kinh doanh mô hình quán mì cay tại Bắc Giang. Chúng tôi chúc anh triển khai kinh doanh thành công.